Không, tao nghi lắm, tao nổi để làm gì nữa, đâu mà. Ê, tao tên Tùng, tao tên Sàm chứ tao phải tên Nghi nha, ông Tú. Nghi ngờ quá. Ừ. Không phải tên ngờ nha. Ừ. Mở đi ông Lùng, có gì ông tới trước. Hai anh em mở đúng đi. Thằng bên. Đó, phần quà bí mật. Được thì chơi được thôi. Ừ. Được không? À. À, xin chào tất cả các bạn nha. À, các bạn ơi, thì lúc sáng thì quay phim nó chạy vô chòi nhà mình các bạn để làm clip nha. Thì chiếc xe nó bị lủng bánh nha bạn. Thì nó để đằng tiệm sửa xe của anh hàng xóm giá chiếc xe nha bạn. Thì anh em mình biết được. Bởi vậy hôm nay mình sẽ có một cái màn tròn siêu kinh điển với xe của quay phim nha. Thời cơ tới rồi. Thời cơ tới rồi, nói chung là thời cơ tới cản không nổi nha bạn. Quá trời thời cơ rồi. Các bạn biết sao? Cái thằng quay phim này nó gây thù chút quán với anh em mình rất là nhiều, rất là nhiều luôn bạn ơi. Nếu như mà lượng tội nó thì gỡ chừng mà một trang tập mà 700 trang đậu hậu với bạn, bao công xử không được luôn. Đúng. Thì lúc nãy ở chòi nha bạn, thì mình với anh ta có nhắn tin qua lại nhau, hợp tác lại để hút cho quay phim một thai bạn. Mình với anh ta giả bộ hai anh em mình đi chợ để mua đồ về quay ẩm thực, quay trò chơi nha bạn. Thì hai anh em mình chạy lên tỉnh xe, đẩy cái xe quay phim nha bạn. Đây đây chứ. Mình dùng hết số tiền của mình để trả tiền giá xe của quay phim. Trời ơi, chơi sọp với chạy. Quá sọp. Để lấy xe quay phim ra làm gì? Thực hiện một cái màn tròn để hút cho quay phim một thang. À tôi biết rồi, ông đi độ xe vô phim không? Hương quay phim dưới trời. Các bạn còn nhớ cao không? Đây là cao các bạn ơi. Còn y như cũ các bạn. Đó. Là thằng quay phim nó cho ba anh em mình bò càng bò niễn với cái ao này, sắp mặt lờ nha bạn. Bữa nay mình sẽ cho quay phim nó sẽ trả giá đủ tiền, sắp mặt lờ lại, ok không? Cho biết thế nào lấy độ anh em tụi mình. Thì bây giờ mình, các bạn biết là cái màn tròn dưới xe quay phim nó như thế nào thì các bạn theo cái clip này nha. Rồi mình nổ máy xe nha bạn. Đủ. Đủ. Hay da. Trời quá ống luôn chạy. Đủ. Dím vô vụ rồi. Chạy cô máu nha chạy. Tắt máy xe nha bạn. Đá gì trọng. Đủ. Ngầu phết chạy. Đủ. Rồi sao nè. Bây giờ mình tính tè để dẫn nó ra ngoài giữa chỗ lúng đó, chổng ngược chiếc xe lên, ok không? Chôn chiếc xe nó xuống dưới, xong mình lấy mũ mình chùm lại, rồi mình sẽ điện cho quay phim, mình sẽ nói nó là hai anh em mình đã mua đồ, là ẩm thực, treo chơi, chạy hẳn ra ruộng rồi, kêu cụ Đùng chở nó ra đây, tặng nó món quà, bí mật không? Bí mật. Nhất bây giờ mày tìm chỗ mày dựng máy quay đi, để tao mày tiếp tao với tao mình tao cho tao làm nói. Rồi ok. Mình tao giờ nó đúng tao chết. Rồi giờ mình tắt dựng máy quay các bạn ơi. Okay. Đã thiết kế được cái máy quay, dựng lại cái máy quay để ghi hình lại khi mình với người ta sẽ hấp diêm chiếc xe của quay phim nha bạn. Tôi bước xuống đây mà tôi cài cú chỗ này lắm, hôm nay tôi sẽ trả đũa bằng mọi cách. Tính ra bãi xe của quay phim đẹp nha bạn. Xe 1976 nha. Đù. Quá đẹp luôn nha bạn. Bữa nay mình sẽ độ cho nó hành 49 luôn. Bữa nay mình sẽ độ là hành ngủ quý chín đi bạn. Ok không? Anh em mình làm chiếc xe sao giữ đồ sạch để ấy nha. Sạch hả? Chắc không sạch nổi đâu mày, nghĩ sao cái dũng lầy này mày kêu chú đó mà sạch chỗ nào. Tới đâu tính đó nha. Bây giờ để mình xuống để hai anh em mình triển khai khai liền nha bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó đúng là chân trời. Nó dữ vậy. Nó nói đâu chú lúc đi. Lò xe đèn chú à. Rồi lại tới. Bà đúng rồi. Ủa không có mày lúc nữa nè. Đi chỗ này nè. Quá dữ vậy trời. Tao lắc xuống, tao lắc xuống, cho nó lúng xuống. Nè, quay mở đi. Tao đây, tao lắc. Tao đứng vậy luôn hả? Ừ. Làm lớn cây này nè. Ông chưa? Đẹp chưa? Chùm lại ok không? Ok. Mà mệt chứ trời. Trời giống cho mình với phán. Không cho anh ta đi trời. Mệt nhé hả? Xe đẹp chứ trời. Xe nãy nè ăn cháo luôn rồi. Xe quá đẹp luôn rồi. Rồi thì chiếc xe quay phim. À mình với người ta đã cho nó lúng xuống nửa chiếc. Còn lại nửa chiếc nằm chơi bạn. Thì không hư hại nha. Tại vì nguyên bộ máy dưới góc máy dưới đầu bò nó vẫn còn nằm ở trên khô, nước nó không vô được nha bạn, bởi vậy nó không bị hư nha. Chỉ cho anh cho quay phim nó lâu lên mệt và nó tức thôi nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đậy bạc lại nha. Đậu nón cho chiếc xe đó đẹp mà chứ trời. Đây cái này bạc nha bạn ơi. Trời nắng mệt thì khôn nhé nha. Rồi thì cuối cùng mình với người ta đã hoàn chỉnh cái màn tròn nha bạn. Bây giờ mình sẽ tắt máy quay nha. Để mình với người ta đi rửa tay để điện cho quay phim nha bạn. Thì mình với người ta cũng mới xuống sông tắm cái cho nó bớt hốc cho bạn. Hốc quá trời mệt chứ vậy trời. Trời ơi đã gì đâu á. Cái màn tròn này giống mà hai mình tự cho hai mình với ba. Hai mình tự cho hai mình trước rồi. Có đụng khỏe trời đâu không không. Mình chơi cái gì phải có đầu tư xíu quen. Mình mà chăn cáo trời ấy là các bạn nghĩ đi, gần chiều đó mà nắng siêu cái điểm luôn nắng chưa phải nắng. Ông nhắn tin tụi cái tôi nghe chơi phim cái tụi mừng vé vậy luôn thì anh em mình đã set up xong chơi vậy bạn. Bây giờ mình sẽ điện hội cho quay phim nha. Quay lại gần quá quá đã mà nghe này tôi nín nhìn địch phải không. Ok mình im vô con mắt đi đừng nói cho nói cái lộ bà đẩy cái hư bộ cái đường hết rồi. Ok ơi hai mày với lùng chạy vô trong chỗ mà cái ao sình mà bữa mày cho anh ba thằng tao á vô đây làm trò chơi luôn mày. Nếu tao chạy gì ngoài trời xong quậy chứ vô đó tao hù luôn làm đâu kịp. Hai ông đi đâu mà lâu chứ vậy. Đi mua đồ ẩm thực làm trò chơi. Trời lâu nhẹ lắm. Bây giờ là mày với lùng chạy vô trong cái ao mà sình bữa hổm mày cho anh ba thằng tao á vô đây rằng là mình chơi luôn mới kịp chứ nếu tao với tao mà chạy quậy gì trời cái nữa là chạy vô tao hù luôn á. Đúng rồi tốc độ mới được nha. Chạy đây đi. Tốc độ hai anh em ơi. Em vậy chạy chậm luôn không? Có đem vô không? Có đem biết đem luôn. Hả? Có đem vô không? Biết đem theo luôn. Khỏi bữa nay mình chơi nhân phẩm mà đồ khô, mình qua mua ba cái dĩa ăn một lần liền luôn mà. Tốc độ vô nha để tớ hù làm kìa em. Ok thôi à. Xong nha bạn. Dính wow. Đạn nha bạn. Khoái. Ủa không tôi ông anh hai con khô rồi nè. Bây giờ mình sẽ có việc ngồi đây.
khi mà mình thấy chiếc xe của tụi nó lố dạng là mình sẽ bật máy quay lên để ghi hình lại cho tất cả bạn cùng xem. Khi mà quay phim nó phát hiện được cái món quà quá lớn của mình te tặng nó, còn nó như thế này bạn, chắc nó trầm trồ, nó thiệt nó xúc động lắm, phấn khích, xúc động mà khóc dòng về luôn. Chứ tao dầm nắng này thôi, bị nhiều nắng nhẹ te rồi. Ok rồi, các bạn đón xem màn trò này coi như thế nào nha các bạn. À các bạn ơi, thì mình đã thấy chiếc xe của hai tên tội phạm đang xuất hiện nha bạn. Thầy để mình zoom lại cho bạn xem nha. Đó các bạn thấy nó lú vàng nha bạn. Đó. Đó. Mình zoom lại lú vàng đây nha bạn. Cắm đầu này chuẩn bị nha. Đó. Bây giờ mình xả zoom ra nha bạn. Rồi mình zoom lại cái nữa nha bạn. Đó, đẹp trai, trai quá đẹp trai ha. Đẹp, đẹp xuất sắc luôn trời. Ồ, xuất sắc luôn trời. Bữa nay mình sẽ quay trực tiếp bạn, mình sẽ cho trực tiếp không giống quay gì hết nha. Ồ, lạng lạng sao chán trời. Ồ, nãy gì vậy? Đẹp ha, quá đẹp. Quá xuất sắc. Ê! Hả? Tao quay cảnh mà hai bay chạy lãng đách để tao đưa cho Thông. Đậu Thông á. Quay dính rồi nha. Ừ. Sao nó lắc cái thèm vậy? Bay nghĩ sao mà bay chạy xe trên đường phố vậy? Tụi nó hay à, tôi hay ông chạy văng xe xong nha. Xe xe xong thèm, nực quá tắm cho mát thôi. Sao vậy? Vậy? Tắm cho mát rồi. Nực quá tắm cho mát. Nè ra đây thấy nóng không? Ai? Chơi gì? Ta đã ghi hình được mà hai bay chạy xe lạng lách, ta sẽ gửi cùng video này cho không mới được. Đúng. Ghê ghê luôn. Không. Tao cho tụi bay bị phạt 100 triệu chứ này. Ôi ông ngồi nhỏ mà nãy giờ xuống đít tới giờ. Ai? Bữa nay ta mua một phần quà lớn để chơi một cái trò chơi. Bữa nay mà đội nào thắng sẽ được thưởng một phần quà khá là lớn luôn nha fan. Chơi gì vậy? Chơi nhân phẩm anh em nè. Bữa hổm làm quay phim nó cho anh em mình ở dưới cái ao sình. Bữa nay ta sẽ tổ chức cho trò chơi cho anh em ở dưới cái ao sình này. Đó. Nhưng mà không phải là cho nha. Không cho nha. Mà chơi gì? Cò cò. Bỏ luôn cò cò. Thì phải. Đã luôn mà mới cò cò. Bởi vì nó có chứ. Đã phần quà lớn thì nó phải lớn chứ sao? Một trò gì phải không? Đúng. Còn qua này tôi với ông chuẩn bị hơi bị đã. Trời quá đẳng cấp luôn á. Quá đẹp luôn. Ngon mày. Em đừng gỡ luôn này, giờ mới ước mình nè chứ đâu. Phần quà quá đẳng cấp, quá quy mô luôn. Chơi không? Chơi không? Chơi chơi thôi. Chơi. Chơi cái gì? Bây giờ trước khi chơi cho Quang Phiên chứ Hằng Lung xem trước cái phần quà, được thì mới chơi, không được thôi. Đúng, chính xác. Ừ, được. Ok không? Okay. Phải coi cái nào. Đó, bác công mới nói rồi, tao tặng phần quà quá nhỏ nhắn nữa bác công. Okay, được thì mới chơi, không được thôi. Rồi sẽ hả? Rồi sẽ hả? Cái kìa, giữa ao kìa. Đó, che mũ lại không? Che mũ rồi đó. Đó. Con quà gì bự dữ trời. Thì được thì chơi, được thôi. Đâu quà, chúng tôi em cố. Ừ. Còn nha. Rồi, cái phần quà này tao chuẩn bị cũng khá là kỳ công nha, whip bờ gộn nha. Anh em nãy giờ là xuống dưới che mũ được kỳ để cho anh em mặc. À, bây giờ cho ăn lùng với bên phim hai bay coi được thì chơi em được thôi. Ừ. Không ai ép nha. Đúng rồi. Từ từ tôi khoái không? Ừ, khoái không? chơi em chơi thôi, không ép nha. Không ép nữa. Ừ. Giờ lại món quà này dở quá không chơi. Ừ, đó, bình thường. Chơi. Còn thấy được thì chơi. Đúng. Cậu được thì anh em mình vui vẻ ăn quạo. Vậy thôi. Đó, phần quà bí mật mà. Là tao. Tôi không dở ra bơm cho không. Là tao quay, khúc hồ không chịu được nha. Bơm đặng quá chịu à. Ê. Khoan. Tao quay cảnh không chịu lại luôn nha. Nếu mà chơi thành công thì lấy khúc chịu đăng luôn. Ok không? Bà nè, hỏi câu hàng lòng nè. Trò chơi này chắc chắn chơi mở nha. Cho nó ở trước đi. Cho nó ở trước đi. Nó đồng ý chơi, chơi thôi. Vậy cho mở trước rồi. Ừ. Không chơi không? Đồng ý chơi em chơi thôi. Tao vui vẻ không bạo lắm. Gì đâu mà biết mặt với trời. Phần quà quýt mà gồ mà. Chơi càng ngày càng lên bộ gì nó mới đọc lại. Mở đi. Mở đi, được chơi được thôi. Đậu bạo ra ngoài mở bơm nổ banh tôi. Bơm đâu ra đây? Bơm đâu có. Bơm xuống không nổ. Đó. Đường nữa hả? Bằng quà quá quýp luôn. Ơi nó nè, đâu mà hai ông này bí mật đi. Mới căng dây điện lên xuống nước nó giật ráng chịu nha. Thử chịu nha. Thì mở ở đây. Mình tôi sẽ mở hả? Ê ông lùng có bà ông lùng. Sợ trời cho trùng có ông lùng. Lùng ơi có ông nha nha ông lùng. Ê mày ta bây giờ mà chuẩn bị phần quà này quá bự không? Quá bự, quá sự to quá ông lùng. Ừ. Chán luôn. Quá đẹp. Ok. Thì mày mở đi, được thì chơi được nghỉ. Ủa cái này là mở thấy được chơi không được thôi mà. Có gì đâu. Tại vì tụi bay có quyền chơi, thích thì chơi, không thích thì thôi. Đâu có ghê vậy? Tại bí mật mà.
hai thằng mới lượt đi chứ không sao. Tao nghi lắm, hai ông nội này làm gì nữa đâu mà cái. Ê, tao tên thằng Tùng, tao tên thằng Sàm chứ tao phải tên thằng Nghi nha, ông Tú. Nghi ngờ quá. Ừ. Không phải tên ngờ nữa nha. Ừ. Mở đi ông Tùng, có dụng tới trước tôi tới sau. Hai anh em mở luôn đi. Mày luôn mày. Thằng bên. Đó, phần quà bí mật. Được thì chơi được thôi. Được không? Trời ơi, cái mời kìa. Gì vậy bà? Thôi xuống đây bà, thương nhiều rồi. Trời ơi, cái quân mẹ gì vậy bà? Thôi xuống đây bà, thương nhiều rồi. Ngay được thôi, được không? Đi rồi đi. Đây, đây. Thì tao trả tiền sửa xe mày, sao tao lại nhảy đây nè. Sao cái xe mày chưa đổ nên tao te đổ cho mày đó. Mày là mày là mày là chuẩn bị bồng vào với bạn quá lớn không? Chiếc xe của em sửa không đổi, hai anh em đi đổ quá đẳng cấp. Ừ. Đâu rồi, nhắc xuống đây luôn. Đúng. Cái mặt ơi. Đâu rồi mấy ông, đâu rồi, chắc cái xe đâu, nhắc xuống đây luôn. Đây là phần quà quý bồ tặng cho mày. Tại vì ngay cái chỗ này mày cho anh ban tao thì cuối cùng mày sẽ bị dính đạn ngay chỗ này. Ừ. Bình thường. Có gì có trả không? Trời ơi. Để quên, quên một cái bánh đồng lan khỏi này kìa. Ôi không rồi. Thì ra là còn quà của ông này phải không? Ây vậy, ây vậy, ây vậy, ây vậy. Tôi chơi ông xong rồi, ông chơi tôi lại rồi. Hay lắm. Đâu rồi, giờ này em cút luôn phải đi. Ủa, tại hết tiền tao chơi thôi. Hết tiền chơi thôi. Ủa, sao hết tiền chơi thôi. Hèn chi ha, đi chợ lâu thấy mày em ạt luôn. Trời ơi, ta. Ông nói, chơi một phim cơ hội một giải kiếm luôn hả? Đâu có giải đúng không? Ông nói, có gọi, xúc liền. Làm gì vậy, làm gì vậy? Ờ ơi, mày nhận xuống à, nó nói chuyện với lúc máy mày tài hình hết chuyện nha. Ừ. Tao đừng nghĩ, tao đừng nghĩ. Tao lôi cho mày lên tao làm con chó luôn chứ lôi thèm. Đây làm con mèo luôn á. Ừ. Ông chó mèo đây một lứa. Ờ, bất kỳ tao phải lôi. Lôi cho thêm. Không lôi. Ok, không lôi. Đâu, bà ông ra ngồi xe nhắn xuống tới đây luôn. Nhắn, tao tính nhắn lúc luôn à. Ôi, ôi, chừng vô nước. Vô nước là xe thôi được em đây. Dỡ đi. Dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên. Được, mình mới bảo toàn sức khỏe vào chiếc xe đây. Còn gì xe tôi nữa. Lên lẹ. Mẹ không lâu lên hồi đó đem dụng luôn nha. Tao lôi cái cù lôi á chứ lôi. Tao đứng gần rồi mà tao không. Ừ. Tao lôi cái cù lôi á. Đâu mất luôn. Trời. Bữa thưởng thôi gì đâu. Quá thưởng. Ờ dựng đứng đây bên. Đúng rồi. Rồi dựng đứng đi. Dựng đứng đi. Quá mẻ không? Còn đứng lên lắm rồi đi. Ê, bữa nay vừa cho anh xe vừa hành xác của em luôn, cho cầm hoài luôn. Rồi. Quá đã. Thôi, chưa được yêu. Ê, buông rồi hứng nha. Thôi mình bỏ đây mình về đó. Ê, buông rồi lúc cả. À, mày buông rồi lúc cái kiểu nha. Hồi nãy nó cắm xuống là lốc máy còn nằm ở trên nè ngoài nha. Đúng vậy đó. Ừ. Anh hai lỡ hôm nay nhắn con cái rồi. Rồi rồi bây giờ là mày có đồng ý có chơi chơi không? Chơi không? Có. Có chơi thử rồi đó. Có chơi thử rồi đó, chơi chơi không? Chơi sao? Chơi sao? Chơi nào? Không biết. Chơi. Chơi còn không? Mày còn trước vòng lên tính. Ừ, còn lên xe không? Ừ. Mình chạy bay bụi luôn. Chạy. Ôi. Mình chạy bay bụi luôn. Ủa em bụi vậy? Mình chạy bay bụi trời ghê hết. Tự xử đi. Ê, bữa hổm mày cho mấy tao mày có lôi tụi tao lên không? Để vô cho đi bộ vậy luôn. Chơi lớn không ạ? Chơi lớn không? Chơi lớn không? Chơi lớn không? Chơi lớn. Tao á, lại nói nó là bây giờ tôi lấy xe quay phim lấy giùm, tôi trả tiền cho xe, rồi tao lấy xe đi thôi bình thường. Ông Sám nói nha, anh em mình quen không à? Hả? Tôi đi trả tiền cũng vậy à? Hả? Tôi nói cho tiền à? Mốt tôi không có sửa xe. Cho ghen, cho ghen. Hả gì vậy? Rồi, xảy ngựa đâu mà ghen chơi nít chứ trời. Này lớn rồi còn chơi nít chứ mày. Mày lớn rồi còn chơi nít chứ trời. Nó chơi với... Ờ,
thiệt có để xíu thôi đêm nay không chơi qua anh em chỗ này là 3-1 và chơi 3 đó. Ừ. Ê, ông nhớ không? 3 đánh 1 không trụ không quẹp không? Tát cái trời tái tao hiện chết luôn á. Không sợ mát bình thường à, quá. Ừ, bị ai á không? Ôi, trời ơi. Tao nhân đạo được, kéo lên tới nào. Nè, quay tao nhân đạo tiếp đó chú ơi. Đây, tôi đây nè. Đi. Ông đi cho mát. Tao nói mày, tao kéo lên tới cho. Bây giờ tao kéo lên là không lên được nha. Rồi kéo đi ông Sam. Nhân đạo, ông nhân đạo gì ông đá banh đi một cước chạy. Còn bạn ơi em kéo. Vô huyện luôn rồi, vô huyện luôn rồi. Ông được đây à? Dạ kéo không? Được kéo không? Ông được đây à? Dạ kéo. Ủa sao kéo ông sợ mà kéo trời ông lấy lẹ cho này? Áo băng. Đu quá rồi trời. Đó. Người ta phụ ghê giờ đó. Quá trời lông lắc rồi. Ừ đúng không lùng? Mạnh lên đúng không lùng? Đâu? Nè kéo đi lùng. Ờ, trời đổi ý luôn rồi. Đổi ý luôn rồi. Anh hai cũng đổi ý nãy giờ rồi. Ê, ăn quá ngọt hơi bị lâu á nha, hôm nay chưa thắng cay bữa. Ừ. Ừ. Cho nằm quại luôn như như con cô cá lẹp luôn. Ê, cái chân chuột chuột ỉa anh đầu luôn nha. Giờ lên. Giờ hai anh em đang chuẩn bị biết có lô tiếp mình chưa biết nha bạn, anh em này cũng đía lắm. Mình chơi nhiều đôi bạn, mình lô tiếp lên nha. Ok ok. Câu hồi nó miếu nó khóc nha bạn. Ừ một. Ê tao tiếp không chọi nha. Ừ. Nè. Kiên. Ao màu. Tiếp. Lâu lo tiếp em. Ai quay dở bên đây. Tao dở đây. Cái đầu không chơi nhắc cái tôi đây luôn. Không anh em mình gắn bó thôi bạn ơi. Có chuyện gì cũng chia ngọt xe bụi dân giống như chiếc xe này kéo nè. Nó quá đẹp. Quá đẹp. Mày không cái lỗi gì nè nó chơi vậy. Trời nó lúng tôi luôn rồi. Quá đẹp. Rồi. Ê. Ông cái lỗi. Anh này ông xạo ông đè xuống em cái gì á. Đó. Lên. Một cái nó không đè tao bỏ luôn nha. Ừ. Một cái. Đủ lần chưa lần cái trời. Ông vợ ông lên luôn á. Bả vợ mày một đau lên hay không? Ừ ông lần nãy mà. Má. Lên. Một. Hai. Hai ba. Ồ ông tới tới. Lên đâu? Lên nè. Lên nè. Tính ra ông xạo ông tốt kìa trời. Ông đừng có giỡn mặt cái tôi ra rồi. Đây, mày đừng có giỡn em, mày đứng cái tay này. Ông nãy giờ ông khiên quấy 1% á, không tốt kìa đúng rồi. Nè, xe vô lâu người ta. Đủ. Đủ mẹ trời. Rồi. Đừng quấy vô cẩn. Rồi tao lâu tiếp luôn. Tao bỗng mày mày mũi xịn mình tao không lâu tiếp luôn. Nằm giả luôn. Ừ. Đi cũng coi vậy. Rồi chơi chút đi rồi lôi. Đi lên. Đi trời. Rồi à. Lên 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 lên. Rồi lên lên lên. Rồi nói chuyện đi đá vô tôi bắt lại luôn á. Rồi lên lên. Lên đâu? Rồi nha. Mày chơi trời. Ba anh em chơi gì vui dữ vậy? Chưa chơi được vui mẹ hả? Lên lên coi. Rồi ok. Đủ. Đủ. Tao cười ấy. Ông đi đâu đi nha. Ông. Đâu sao đâu? Ê, anh hai khuyên em chừa sức em khiến chiếc xe em lên kìa. Em hao sức rồi đó. Rồi chọn sao nha bạn ơi. Mới chơi có nửa ra chọn bít rồi luôn nè. Giờ tao sợ rồi. Ờ. Tôi nản luôn rồi, tôi tép bây giờ tôi nản luôn. Ủa? Ai cũng nản với Huy Huy. Ai cũng quay đầu với Huy Huy cho rồi. Huy Huy cái kết sao chọn. Tại vì nó có mối hận tâm thù mình quá nhiều. Đúng, chính xác. Ba anh em mình ở đâu có trường nào đâu. Đúng, không chừa ai giờ á. Bởi vậy mình đâu có trường đó đâu. Đúng luôn. Lâu có kỳ. Ờ mày kêu mà con ông Giang lên tiếp đi. À con Huyền Quang ơi, lâu lâu có con kỳ phải bánh mì nào không chấm nha, giờ cho nó chấm sình mới được. Ừ. Rồi sao lên. Thì mày tự xử. Cái đầu bảo lẹ lẹ đi ông trời ơi, xe hư rồi kìa. Chạy biến mũ đó biết làm gì không? Rồi mày đi ăn cơm mày có ngủ ra đi ăn không? Rồi mày đi ăn lẩu mày có ngủ được ta đi không? Mày ăn. Rồi trong khi mà mày bò lên mày quý quá mày có ngủ được tao không? Ngày mai tôi quăng cái xe từng người ra đây hết. Không phải nói là biến mũ nữa là để đắp quyền phim chiếc xe. Đúng. Đúng bài. Hơi quá đúng. Công nhận ông chơi vậy tôi ông càng chơi tôi càng thích quá đã. Tiếp tay đi ông Lùm ơi. Tiếp không? Lâu lâu lôi. Má lâu tiếp ai lôi? Ông lôi đi. Trời ơi trời tôi làm nó ngủ rồi à. Lê ông lôi. Cái cậu sao đâu? Rồi đã.
đó. Nó từ từ mới được nha, mày lôi một cái một lên đâu. Lên. Mình nhẹ nhẹ nhẹ, mình phải lấy nhu cái cương đó. Ra nè, ra nè. Chơi nè. Đó, anh em mình hợp sức lại nha bạn, chuẩn bị nổ tung chiếc xe luôn nè, chơi em xem. Lấy dù chiếc cương nha. Ông nó họ nó chìm luôn á. Lại đi ông coi. Mày dẫn khí đi. Lên. Mày dẫn khí vậy nè. Ông ok ok, dẫn khí là lên. Đâu lại. Lên nè. Lên. 1 2 3 Khoan. Đó, mặt ông điều liệt không đủ. Đi ông ơi. Cái gì đó trời. Ủa không. Lên đây. Lên. Lên. Ủa này đậu bổng mày cự hoài không lo tiếp mày bún. Ông này bị xỉn luôn rồi. Lẹ ơi. Quá rồi, không kéo luôn. Lẹ, gần quá kìa bạn. Nó lẹ nè. Lẹ nè. Nó lóng gì vậy tao? Tao lóng tôi gieo nè. Lên lẹ đi, nó chìm rồi kìa. Ừ, cho lặn đi, tao lặn mà. Thôi tôi cho lặn luôn. Rồi ok, tao bỏ nha. Bỏ luôn, ok bỏ luôn. Lo lên. Tôi bỏ luôn. Rồi tao bỏ nha, tao. Bỏ luôn. Rồi Quyên khóc luôn nha bạn ơi. Lâu rồi mới thấy ok. Đâu không, đâu, gì vậy hoài. Tao vậy đâu tao. Nó lên sạn nè. Tao dẫn công cho có sức mạnh tao kéo lên. Nó chìm rồi đó. Em ơi. Nè mày có dẫn công không? Không. Không dẫn sao lên nổi? Vậy lên nè. Đâu mà lại thử rồi nổi không? Em khí cầm ra. Mình tôi sẽ nổi. Dẫn công mới lên nổi. Lên nè. Dẫn này nè. Đó, nè lên liền. Lên. Lên. 1, 2, 3 quýt một ngụ nè. Lên nè. Nhảy lên đây. Sao lên? Ủa tôi thấy xuống không lên nổi. Rồi sao lên? Cổng là đi mày phiền mày ngồi đi tao đỡ lên cho mày cổng á. Cổng với tèm. Thường ngày nó cổng mày giờ mày cổng nó có sao đâu. Lên nè. Đúng. Sao mày leo lên mày đạp cái mày vô số mày chạy lên. Ừ. Không đạp đi. Không lên ngon mà đạp đi. Lên đi. Lên đi. Ra nè. Quay luôn, quá đẹp. Đó. Rồi cái này giống như máy. Mày qua bên đây này phiền, mày bên tao dỡ lên. Quay quay làm như vậy. Giống như máy hãy vậy trời. Ra nè. Rồi ra rồi kẹt tay đứt tay đứt chân. À cô tôi giao hiệu nè, 3 2 1 lên. 5 3 2 lên. Thằng bỏ mày trời. Ôi trời chị đi luôn này. Lên đi mày, lẹ mày tao mệt mày. Rồi sao lên được, có 3 thằng sao nổi. Thì có 3 thằng thì cho 3 thằng. Thì có nhiều chuyện nhiều. Rồi sao nổi không cô? Ê lâu rồi quay phim mới thấy cảm giác gục ngã như thế nào không? Đó. Rồi tao kéo lên này rồi có gì cho anh em tao. Mà tôi thầy giờ tôi trong thân thể tôi không còn cái gì. Ủa mày chạy trong cái vô cực nữa. Thôi kéo lên nè. Lôi. Lôi sao nổi lôi. Thằng quần này giả bộ rồi trời mày lửng chết luôn. Ông nãy ông tự ông nhắn thì ông lôi đi. Thằng tẻ nhắn tao không nhắn đâu. Dạ hai nhắn nó lôi đi. Anh hai đâu có nhắn đâu. Ờ nãy tự nhắn đây mà. Ờ tự nó gớt xuống á. Hồi nãy nó chạy cho mày đây kìa. Coi như nó chịu động cái nó cú. Nãy giờ mày không kéo á. Thiệt luôn. Kéo. Mày kéo không có lên bánh trước nhà hiệu mày kéo đâu tao kéo thì muốn học máu luôn. Lên. Không lên đâu. Nếu tao không bợ tay lên thì làm gì không là tao bợ nè. À, mình tao bảo là lên luôn này nha. Đó, thấy không? Đó, đây, để vào không bỏ. Trời ơi, con mày chạy. Sao không? Nãy giờ không bỏ đâu. Mày lại dạy. Ủa, bảo lên nè. Cái bạn mày quen bữa nay đỏ hơn con gái nữa kìa. Đó, đứng kỹ nữa. Tôi lo lên nè, không nổi, lo lên đi. Ba anh em thử rồi, sức rồi, được không? Tôi nhảy xuống tôi phụ. Đâu? Ai chơi con? Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. Thôi tình hình thấy ba anh em lôi không nổi nha bạn. Cái gì mà nhảy hoài đâu đó. Bây giờ mình nhảy vô một tay một chân mình lôi phụ anh em nha bạn ơi. Lên tiếp nữa không mình nhảy hoài. Đâu sao tôi mệt đâu quá. Lên. Ở tao nãy mày lên mày. Lên. Ừ. Mày đang nãy tao đang nãy mày. Tôi không biết là tôi không ăn nãy ai chứ. Tôi thấy giờ tôi yếu đuối tôi mệt quá trời mệt. Ủa nãy mày thấy mệt chưa? Mệt rồi. Tao ép nước miếng cho mày uống. Ông nãy giúp coi. Mày uống nước mía không? Tôi uống nước gì luôn, uống đáy luôn. Ghê mày. Lê. Lên lên. Lên. Một lần này nó hơi nhanh, nếu không lên nữa thì bán hết liệu luôn mày. Vô rồi bay, lên rồi bay. Đâu, không, tôi bán hết liệu luôn cho ông, nó che xe này, đáy vô luôn. Mày ở đây nè. Trời ơi, tao dọn lại má nữa. Giống mày. Mày lắc mà quẻ nữa nè. Lên hả? Lên. Dạ. Chiếc xe của mày sao bắt mới thì tao ngồi dưới sình mày còn sạch bò hả? Tôi đứng đây tôi lâu chứ gì? Sao mày không ở ngồi dưới đây mà lâu với tao? Thôi tôi mệt quá tôi không lâu luôn rồi. Tôi khoái gặp cái phim cảnh này tôi khoái vậy tôi. Đó. Tôi muốn quay sơ suốt cả cuộc đời luôn chứ. Lên một. Bạn. Thằng anh cu ly đâu có tiền mà mua xế nó. Mà lên đâu? Lên. 1 2 3. 1 2 3. Trời gì nặng thế trời. Rồi lên luôn nha, mở ba luôn nha. 1 2 3. Anh ơi, mua cái thôi. Trời ơi. Ê. Đẩy tôi thôi. Vậy mới được chứ. Giờ
rồi, tới ông nội khỏe nữa. Trời, ông nội để qua bánh làm gì nữa, trời lúc đây nữa giờ. Mấy ông này chơi giống như xếp hình Doraemon đó bạn ơi. Sợ quá. Rồi lên à. Nó tặng lên đó, tặng kéo luôn mà. 1 2 3. Thấy không? Mày không có lỗi dân trời. Đâu lên sao đi tìm. Giữ cái tay nó không có miếng trụ trời. Ừ. Phòng nó khỏe nữa. Không có miếng găng nổi nữa không? Ừ. Lên, lên. 1 2 3 lên. Rồi không, không? Tao có thử rồi, có là gồng không? Tao biết. Ủa sao cái gồng không thấy? Tao có gồng không? Tao biết. Lên. Tao tao kéo một miếng bờ. Là 1 2 3. Thấy không? Tao lôi ghê không? Là 1 2 3. Đó, mà bà này mình chơi khô máu luôn bạn ơi. Nhất là quen phim. Giữ đứng lên đi. Lên. Rồi giữ đứng lên. Giữ đứng lên tao đẩy. Rồi lên nha. 1 2 3. Lôi ba đứa xeo rồi. Rồi ổng là nàng tiên cá luôn rồi, ổng diễn nữa đó. Nàng tiên cá nó tắm ở chùa mà khoe lào phải vú luôn mày. Chán mấy giờ rồi ta ơi. Thôi bạn ơi, bây giờ mình xuống mình đẩy tiếp ba anh em nhận chứ giờ ba anh em nãy giờ đuối dữ lắm rồi. Nghe bạn là nàng tiên cá đang tắm ở chùa. Tôi thấy là tôi mệt không nhiều hơn bị nhiều luôn á. Trời ơi trời. Thôi giờ mình tiếp tục clip em bạn ơi. Rồi ba anh em mình dắt đi chiếc xe cho phim đàng hoàng nha bạn, tút lại cho đẹp trai nha bạn ơi. Bạn có thấy clip này có gì hay thú vị cho mình một like là bình luận nha các bạn ơi. À đặc biệt bạn nha. Quá thành công rồi anh em ơi. Không nghe hết mình gì nghe hết các bạn ơi. Bye bye. Bạn ơi bye bye em. Ông nội.